Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cách sử dụng the address. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một project. Chúng ta vào file new project. Thì khi mà chúng ta đã cài the address 10, 15 xong, sau đó ở đây thì chúng ta sẽ tạo cái project. Ví dụ để đặt tên là sinh viên, để chọn đường dẫn, ta vào ổ D, ví dụ như ở đây là lỗ E, ví dụ như đây là ví dụ. Rồi, ta thấy đây là tên của cái đồ chết, đây là đường dẫn để lưu. Đúng, ok. Đây, nó hiện ra được cửa sổ này, chúng ta sẽ chọn ứng dụng. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn nhiều cái kiểu, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ chọn kiểu này. Bấm 10 giây. Rồi, vậy là chúng ta vừa tạo xong một cái project bằng the address. Đây, đây là form chính. Rồi, hãy tạm ngưng cái video ở đây.